Chào cả nhà thân yêu nhé. Kính chúc tất cả mọi người lại có thêm một ngày có thật nhiều sức khỏe và được mọi sự thành công trong cuộc sống. Chiều hôm nay thì thông quay trở lại cái địa bàn 2 năm trước thì mình theo cái con suối này thì thông đã phát hiện một tổ ong nha các bạn. Thì 2 năm trước thì thông cũng đã từng lấy cái tổ này rồi, nhưng mà bữa đầu năm thì thông quay lại thì nó chưa về. Thì bây giờ thông quay lại lần nữa thì thấy nó mới về các bạn ạ. Đó. Thông vừa dở viên đá ra liền thì nó rất là hung dữ nhá. Bây giờ thông thể hơi khỏi này, có mệt thì thông thể khai thác một chút cho nó vui nha các bạn. Các bạn đang theo dõi video của thông, đừng quên cho thông xin một like, một đăng ký, chia sẻ video của thông nhá. Thông xin chân thành cảm ơn đến mọi người rất là nhiều. Đang còn ít các bạn ạ. Thông lấy 1-2 miếng cho nó vui đi thông thể. Đây là nhá. Mình đã lỡ giờ ra đây thì mình lấy một vài miếng cho nó vui các bạn ạ. Với lại mình lấy thì có người khác hồng thắp vui nhận cho nên mình phải lấy đây. Đây cả 2-3 miếng nhìn chưa là có bao mệt đấy nhá. Ôi nó gầy ra đây các bạn. Ôi còn phần hoa không, mật gầy phải tiến nhé. Mặc cái rễ tre các bạn, mình không lấy được nguyên miếng này. Cái rễ được một chút mật phía trên đây lại gầy mà đây. Đây để trẻ quá trời nhiều luôn. Rồi gầy luôn. Phần hoa các bạn ạ. Tổ này mình để tuần ở lại đi vừa. Đây mệt các bạn này. Vì ở đây họ đang tưới ca các bạn ạ. Mình mà để lại họ đang tưới cà phê, mình mà để lại thì họ cũng cắt thôi. Cho nên mình lấy đài đi được giọt nào thì được. Đây. Thôi, đây là kết quả tổ thứ nhất nha các bạn. Cái bầu này khá một chút thế này. Đó. Bây giờ thông thể đi thăm những tổ khác, thông thể quay cho các bạn xem tiếp nhá. Thông đã quay lại cái lạch này nha các bạn. Cái lạch suối đã suối chẹt đã chạy rọc lạch này. Và đây là tổ ong thứ hai nha các bạn. Bây giờ cũng chiều tối cho nên quần vô ra rất là ít. Đó, nó chui vào trong này các bạn này. Lâu lâu mới được 1-2 con bái về thôi. Không biết kết quả thế nào nhưng mà quần rất là ít nha. Năm sáu và dưới sao quá ở dưới các bạn, sâu trong này. Đây. Tối nay cùng mới động nha các bạn, cùng mới động. Thông sẽ lật những cái hòn đá to bự này ra. Đấy.
hơi một chút khói nha các bạn. Xem này, thấy cái bánh tổ nó còn đang trắng. Cái này thì cũng khó khai thác các bạn. Bắt lừa đây. Hôm nay thì tháng này thì cũng mới bước vào mùa mật nha các bạn. Nhưng ông khoai và ông ruồi thì có mật lâu rồi, chứ còn cái ông dòng ông đất ông đá này thì ở trong đá này thì cái dòng ông mật vàng này thì phụ thuộc vào cái mùa hoa. Ông nó không hề bay ra luôn các bạn ạ. Chỉ có đôi con thôi. Nhìn vào thì cũng đã thấy được một hai cái bầu mật. Mà cái vấn đề ở đây là dưa là một cái một động đá rất là khổng lồ nha các bạn. Dưa cũng không biết là phải chung cách nào đây. Chắc thông sẽ tạm dừng video một chút để thông dọn hết cái động đá này ra đây nha các bạn. Chắc mình lật đi ra. Là cái hoa này lên này ra cái lon tải vào được cho mới chưa mà dọn hết cái động này thì vứt khuya các bạn. Các bạn thì không vất vả thì cho thằng xin một đăng ký nha các bạn, ủng hộ thằng nhé. Mình lấy một lít mật về bán được mấy trăm đấy, nghi họ nghĩ là ngon nhưng mà họ đâu có biết cái cảnh của mình nữa các bạn. Có ngay đi về không? Lúc này lấy tổ đâu kia thì bị nó chích con phạt. Ôi chẹt cựng luôn các bạn. À rồi rồi, nhịp được rồi, mừng quá. Tội như vậy mà. Vậy mà làm tội như vậy mà. Tội nhỏ các bạn ạ. Đó phía trong cái chữ biển nhưng mà tạm thời thấy tội nhỏ. Đây. Đấy. Hy vọng là nó nằm con dài trong phía trong nha các bạn. Mà uổng công à. Giờ một buổi các bạn ạ. Lát mình sửa lại cho nó làm phía đường ngoài. Nhét phía trong lại. Chắc là cũng mệt đó các bạn ạ. Không có mệt luôn. Ôi, kết quả đấy các bạn ơi. Buồn nhá. Hai tổ ong. Các bạn nhìn cái hộ này. Thông xoan đã lên này. Quá trời đã luôn các bạn này. Kết quả như vậy đó. Thôi thông xin chào Thanh, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video của thông nhé. Video này thằng xin phép được tạm dừng ở đây. Bây giờ thằng cũng tránh thủ lại tổ cho nó đi về các bạn. Vì đường xá mà trời thì cũng tối đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhé.